con này, buộc xem là tiết canh này, lần đầu tiên là thằng ăn của thằng em biển đánh nhá. Úi giời. Oam. Được. Sướng chưa? Nhìn thẳng thẳng vào đây ra, cảm thấy nào? Lại bảo tiền vướng mà chơi chứ. Thành ớt hôm nay xuất hiện nha cả nhà nha. Ớt tỏi này. Còn tỏi đấy Hải ơi, mang mẹ mấy củ nữa ra đây. Rất nhiều tỏi. Từ đây không. Ớt tỏi này, rau thơm. Đấy cả nhà nhìn thấy cái canh đẳng cấp chưa? Ui giời. Xin mời cả nhà. Úi giời ơi. Nhục. Quả ớt, miếng tỏi, rau thơm. Ớt này cộng tỏi cay lắm ấy. Tăng cường nữa. Đúng không? Ui giời ơi, Hải bảo ơi. Ui giời ơi. Lại đớp cả một quả nữa chết. Ngon thật. Ngọt. Ngọt. Tuyệt vời không trời chưa? Đấy. Đấy. Anh Thơ nhìn nó đấy, sắn được nhá. Đấy. Không kém mình đâu. Đấy, nhìn nó sắn miếng tức canh như thế, gọi là làm video như thế anh Thơ nhá. Không kém mình đâu. Đấy, cứ là cứ ăn phải bố phát mà. Còn như đời thường anh em mình ngày xưa thì nó lại khác. Lại nhớ đây. Hello, xin chào cả nhà buổi sáng nhá. Buổi sáng. Đẹp chưa cả nhà? Chào buổi sáng mọi người một cây đào. À, cả nhà ngắm chiêm ngưỡng tính đẹp cây đào của biển. Hoa là tách bạch. À, mùa xuân hoa đào lở vẫn còn hương khí xuân ra riêng rồi vẫn còn lở ác cả nhà. Để hôm nay là làm bữa ăn sáng ở nhà mình nhé cả nhà nhé, tuyệt vời lắm. Bữa ăn sáng hôm nay là có lâu rồi, lại hôm nay lại xuất hiện là thánh ớt nhá. Đấy cả nhà, thánh ớt vào đầu bếp Hải. Hôm nay kiếm được hai cái nhân vật này khiếp người quá này. Hai nhân vật này khó kiếm lắm cả nhà. Cây cây đẹp quá, chia sẻ cả nhà chiêm ngưỡng tính hoa đào là tách bạch ra đây vẫn đang ra nụ tiếp cho cả nhà này. Có nụ cũng có hoa đấy. Đây là gặp thánh ớt này với lại đầu bếp Hải đấy, lại làm ăn làm tiết canh này đúng với cái khẩu vị của anh em mình làm chuyên về tiết canh nông lợn mà kênh thiên trên tiết canh nông lợn mà thánh ớt hôm nay sẽ xuất hiện trên màn ảnh. Thánh ớt xuất hiện trên bài nhỏ với bát tiết canh và một đĩa ớt. Nhà. Chú cháu à? À đầu với Hải đang bóc cái gì đấy? Chào cái nào. Chào đại gia đình yêu nhá. Bóc hành nướng à? Chuẩn bị là bóc hành nướng. Đầu bóc hành nướng hành nhá cả nhà nhá. Rồi cho đầu ép chú thánh hành ớt. Đấy. Hello, chào cả nhà yêu nhá. Thánh ớt hôm nay đẹp đẹp. Thánh ớt hôm nay đẹp dài nhỉ. Kênh hôm nay thánh ớt đẹp dài trông như chó phố nhỉ. Lấy tiền vào nữa. Trong điều ra theo phố. Đấy hôm nay là kiến được ông anh này nữa. Gương mặt thân quen cũng một hai lần lên hình cả nhà biết này. Tuyệt vời chưa? Anh ở ngày xưa công ty làm cùng, năm nay 42 tuổi rồi trông như vẫn phong độ lắm. Đang đi tìm gái để đạp. Cũng bị đến nụt. Nụt tí nữa em dẫn anh đi. Toàn các em ở quê này nó mới hay chứ. Đấy, con thánh ớt hôm nay là làm rau thớt nhé cả nhà nhá. Băm thật nhuyễn như cá mà nhé, thấy chưa? Chân đều bếp đấy. Càng băm nhỏ nhuyễn càng tốt để anh ngâm nước sôi. Đấy, hôm nay cả nhà này, chân giò này với hai cái giải này. Đấy, thì toàn bốn con rồi nhá. Đấy, mới đầu lòng này. Mình thì luôn có cái đầu lòng rồi. À, mình nước gừng này cả nhà này. Gừng băm nhuyễn nhá, gừng với hành khô. Hôm nay đầu bếp thấy nó mà không ăn được rồi. Đấy, xong rồi trước khi này mình cho nước mình trứng trước rồi đấy này. Tráng bát. Đấy, cho nên cái bát tiết canh của biển này cả nhà biết rồi đây là chỉ có những cái bát này mới tải được, còn những cái bát mà cứ mua tào lao trên mạng các như các vị mua đẹp đấy về gặp biển thì chỉ mùa hôm hai hôm là lỗ hết, vỡ hết. Anh ơi, cái năm ngoái mua 20 anh ơi, 20 bát này thấy nó quảng cáo đẹp quá, kêu được bát xứ Nhật à. Về đánh tiết canh được. Đấy phải mua cái loại bát cổ cái này nó chịu nước nhiệt này, thế là tráng quá cái lỗ đấy tách này, mà trước khi mình mua mình đã mặc cả rồi, mình đã mặc cả mà có chịu được nước nóng không? Mình tại tôi hay đánh chiếc canh nó mà chịu được nước nóng vô tư đồng hết nước tụt đít rồi là vỡ đôi. Đây là hành khô đấy cả nhà nhá, hành nướng đấy. Nhớ cả nhà nhìn thấy cái bổi của mình chất lượng chưa? Hai cái giải mà cục thịt chân giò. Ấy khéo bay hết hành mày ơi. Đập nó khéo thôi. Ôi giời, cáng vào con đập phí nữa nhỉ. Nó lỗ. Đập nhẹ thôi mà, cứ thế là thái được, đéo phải đập. To quá. Đi phí của giời. To quá lỗ. Hải nước mãi được cái củ hành. Đây là đầu lòng nha cả nhà nhá. Đấy, cắt đánh toàn bổi.
Ồ, hóa ra anh thưa ạ, chỗ em mấy người chẳng qua là em làm video là các vị cứ phải ăn theo thôi, còn họ bảo thích anh ít bổi đi nhiều tiết hơn cơ. Mấy đĩa. Đấy, cả nhà bên em chia tiết nhá. Cứ chọn hồi mỗi mâm một môi, mỗi bát một môi trước anh nhỉ. Nó mỗi mâm hay nói như sợ gãi nó nói cướp mất. Đấy. Đánh cái canh của em nó là như này này anh thơ này. Bác không biết bác này hỏi vào đấy tại sao không cho một cái ca không tất mà đổ. Nói thế đánh thế rằng nó chết mẹ ăn luôn, mất ăn luôn. Đấy. Bát một thôi. Vâng, tại ở đây là tiết ở đây nó ham chuẩn lắm. Đánh bát nào hòa bát đấy. Hòa thì xô bồ thế thì không đổ nhanh thì nó đông chặt đi. Nước rưỡi à? Tiết rưỡi à? Nhớ tiết rưỡi là tí là nước rưỡi đúng không? Hai nước nhỉ? Hai nước. Tiết chân nếm có mặn không ạ? Nhiếp bác thơ bác đi bảo nếm tiết theo có mặn không ạ? Cái này là gì ạ? Cả cái nàng cái xã là mỡ cái đấy thôi. Bây giờ nắm tài hai nước à? Để mày chế được rồi, để chú làm việc cái món này. Nên nóng rồi cho một cái khay, hay rồi. Bỏ cái bát vào cái khay đây và bê lên. Cho thêm tí nước vào đây. Tại sắp sợ. Đấy, cứ cho nhiều nên cho đầy vào được. Dù làm gì? Nóng quá cho vào khay kìa. Đấy. Không chấm lên này à? Nhục lắm. Từ. Bỏng tay đấy anh ạ. Một bát này đầy quá, nhiều bổi quá. Thì đây đẹp. Không. Tiết nguyên tiết không có càng đông hơn đây anh. Đây từ. Đúng không? Không được có tí nước gừng này hết bố đi. Bỏ đây nó có cả gừng rồi bã. Chuyển. Chân giò với hai cái rẻ. Thì đưa ra ba một vài cú nút à. Bây giờ hải có món. Tí nữa cho đầy này, chẳng nhìn toàn là cái mùi hành nướng. Ừ, về đây. Đây, bác Thư này. Đông theo tay kìa, đây này. Đó. Cứ ba thôi này, ba cuối cùng là đông rồi, đầu hết. Sở anh Thư ra thì sẽ vẫn nóng hổi luôn. Đấy, cả nhà đã xong nhá. Đấy, ông ăn nạc, ông ăn không đang rắc rỡ nạc, có bố là không cho vào, thế mới điên nhỉ, rắc rỡ mới viên rồi. Người ăn người không, cho nên chanh, ớt, hành, tỏi, đây bữa ăn sáng đã xong. Bát nước chấm phở đầu với hải đã pha kinh điển chưa? Bữa ăn sáng ngon lành chưa? Đấy, các kiểu con đà điểu. Vâng. Mời đây, chào buổi sáng nhá. Xin mời cái này yêu. Cái này cho bác Thư đọc trước hết hay nào? Hết luôn đi nhá. Chào buổi sáng. Một cái đặt ra đây. 1, 2, 3, yeah! Buổi sáng vui vẻ nhá, thôi bụp đi các bố. Nhắm hết. Nhắm đi anh Thơ. Đầu lòng tuyệt vời. Anh Thơ, đấy xong rồi lấy đây xìa hứng này. Phong cách của em làm video nó thế, chứ còn bát thì có, bát rất nhiều. Nhà không có đến 10 mâm bát đĩa thì vứt đi, nhưng ăn nên là nó mới khác đi. Đấy, xem thánh ớt này. Đấy. Mình ăn nhà nhá. Ui nhanh quá, nên nhanh quá. Tuyệt vời. Thế bác ăn xong rồi lấy xìa đúng không ạ? Anh Thư. Lấy gọi là lấy xìa là bát ấy. Tinh vào, thế tỏi ớt các vào. Nước chấm này bác cứ dìm thoải mái đi nhá, tại kênh của em là làm nước chấm này là làm nước chấm nhạt lấy xìa cũng xúc được. Wow. Tuyệt vời mặt trời. Tuyệt vời mặt trời, rau thống con thơm anh thích ăn gì thì anh cứ cuốn. Bốc vác cái tay nhón được mà. Cái nào món đầu lòng này. Đầu lòng hải khô thế nhỉ? Anh Thư chắc đéo biết ăn đồng nòng à? Đồng nòng cái miếng này, nòng non nó dày nhất đấy. Gắp cho bác miếng đi. Đây, bác Thư miếng này này. Không rồi. Anh Thư ăn đi. Đấy. Xong là bác dìm cái xìa vào múc thế. Đấy. Cả nước chấm là pha nhạt. Úi giời, tuyệt vời chưa? Mình phải ra vô. Úi giời, đấy bữa sáng cảm thấy là người đấy. Quên đấy gọi thánh ớt thì đủ thôi ăn thế thì hết. À đây này mày qua vẫn còn đĩa bây giờ mới nhớ ra. Đấy, cái ớt này cũng ăn nó ăn nhiều cũng cay đấy. Không cay. Nhưng thôi để tí nữa ăn tí canh. Cứ ăn thì hết được cả đĩa càng tốt. Các bạn ăn quen rồi. Ăn quen thì mới ăn được, nói chung không ăn được thì chị.
Đấy, một mình ông cứ diễn là sao, diễn hết cái đĩa ớt này là ăn được rồi đấy. Ăn được thì nó mới ăn đấy cả nhà. Ăn được, ăn thì không ăn được, ăn sao được. Nói chung là mình ở mình thì đây gọi là thánh ớt. Đấy, còn đi thiên hạ nhân thiên hạ tài, có người ta ăn là 2 cân ớt được bữa, anh Thơ có nhận không? Nhưng mình cứ nói cái từ đấy cho nên cái từ khóa cho nó. Thôi, khởi động đi. Dạ khởi đi. Bác Thơ nhưng mà ăn mạnh rồi nhá. Các cháu nó mời bác đấy. Biết thằng này thằng áo đen là thằng nào cho anh Thơ? Bà Thơ thì sao biết. Đấy. Đấy hôm nay đấy. Thế bây giờ mày làm gì? Nhấm. Lao động tự do. Đây, cái này cho bác Thư này. Đấy, tuyệt vời. Bác Thư đấy, gặp biết đầu, biết đồng lòng tiếp cho bác. Bố còn ao cá không? Bố cháu ao vẫn làm. Làm thế tiêu cứ đi làm không đây. Cá ai nuôi? Đấy. Lên từ công một. Tinh vào đấy, tinh vào ao ấy. Đúng rồi. Đấy là cũng biết làm view hết đấy, cả nhà thấy không? Được đấy. Cái này Hải đắp cắt thật nhiều ớt vào. Thánh ớt nó bằng hết rồi. Thiếu ớt trong đấy đấy, ớt ngoài. Bình thường mà. Được rồi. Ăn mạnh vào anh Thơ nha. Đấy anh Thơ sờ bắt tức anh là muốn nóng. Anh nó kêu đánh lên chín tiếp chín là sao được. Không thể chín được tại vì nó 50-50. Có riêng bác Thơ một cái nâu ngá tình cả anh em mình không gặp. Không phải đến 40 năm nay rồi. À, cháu mời chú Diễn này. Ok. Chú mình cũng... Đấy à. Năm này mới gặp nhau đó. Đúng rồi, cũng 2 năm rồi. Thánh ớt thì cũng 2 năm rồi. Anh Thơ gấp mạnh rồi nha. Ăn, làm video này phải bụp mạnh mà ăn như chưa bao giờ được ăn đấy. Ui đây rồi, anh Thơ này. Đây đây đây. Đây đây. Gì mà không? Miếng dày, những miếng dày nâu không gặp tình cảm anh em. Mới gấp những miếng dày nhất. Phải pha chấm nhạt quá. Đấy, pha chấm nhạt thì để còn múc. Mời cả nhà này. Còn trăm. Cái này 50 đơn thương nhỉ? Để đi. Ui dồi ôi, người nha, nồng nọc hết thật. Rồi, phải làm đúng rồi. Ôi trời ơi. Đã rồi, quá đã. Quá đã. Ăn mạnh vào anh Thơ. Cái này đi. Làm video này là cục mạnh lên. Chứ không phải như anh em ngồi ăn bình thường thế đâu. Đầu làm phải dọn á. Tâm lý em làm video bất kể ai làm ẩm thực gọi review để chia sẻ cho nhà ăn uống thì khán giả người ta xem người ta hấp dẫn. Còn ăn uống bình thường thì thôi, nó tôi cũng có. Để xem cái phong cách ăn uống nó ngon, nó lạ. Gì mà xúc lắm. Tại cái đây là nó bằng lại nó pha nhạc. Sao có gì được chơi rồi. Thì là tay hết, nó tóc hôi lắm mà. Nóng à? Nóng em. Nóng cái quả. Nhục quá. Ăn được hai quả ớt nóng gì? Tụi qua người nào đây nóng. Nhạc thật hả? Nhạc thật. Đấy, cho chậm chéo, thêm chậm chéo vào. Đỡ khăn nước. Đỡ khăn nước ra. Mất chưa? Đấy, tụi bạn nóng thơm này à. Thơm. Bắt đầu thơm. Nó chưa nở ra, nó nở ra. Thế muốn ngoài ao có chung thả cá thì cần bị tôm cào không? Bỏ không bỏ không thì chưa bố bố đi nhặt chưa cháu mẹ áp cháu đưa đi đồ đi ăn kỳ buồn thái năm lên đi à bây giờ cháu xin phép ở nhà đóng mời bác một đi cháu là cháu con rể bố phận và cháu là cháu cháu là thứ lớn thứ hai cháu rể nha mày cũng chụp ảnh cũng rể thứ hai. Sao uống mày mới phản bác? Mời các bạn nhà mời các em gái rồi. Hai năm rồi chưa gặp. Hai năm chưa gặp ạ. Hai năm chưa gặp. Mình nhiệt tình vào. Tại chú mời anh em nhá. Chú bận quá. Đi làm. Mời cả nhà nhé. Rảnh rỗi thì anh em phải chịu khó tương tác với nhau mà. Phải tương tác thì mới được. Tuyệt vời ông mà trời. Làm cái gì đấy anh Thương có nghĩa là không tương tác thì làm sao phát triển được. Làm sao mà biết nhau được. Chẳng em không biết anh nhưng mà em lại vào này anh này đưa ra nó mới biết nhau. Đấy, làm ăn nó phải thế. Cháu nhà chú hết rồi. Con vợ mày nó khênh đao, nó nhìn ra nó cứ bơ. Cái gì nó không biết, nhưng nâu cũng gặp nên không nhớ rồi. Thế cho nên phải rỗi mà ra đây vào, rỗi vào đấy chơi. Đi vào phút, mời ngày yêu nhá. Làm cái gì? Ra đi phụ xây của mẹ ra, mới là gặp nhà đâu ra. Không ra, nó đừng ra thì cũng nó đi xây suốt ngày. Ừ, đi phụ ra suốt ngày thì đi làm ở nhà chơi à? Tối, ra cơm nữa, anh em ra đi nó vui. Anh hiểu không? Đi làm đi vào nhà chơi. Nó uống riêng bác Thơ cái năm người được. Cái tuyến ăn lòng không ăn. Nó không ăn rồi. Thì đấy là nó ăn thì em làm ẩm thực cái suốt ngày nó có ăn rồi. Thế nhiều khán giả kêu là sao vợ con không ăn.
cái món này này nó thích nhiều thằng ngu đấy thì lúc bảo là cũng nên không cho con qua ăn à. Cái ngu không bây giờ giả dụ như mình không ăn được thì mình bắt mình ăn cái này nó nhiều thằng xã hội nó không mặn con bọn con không thích cái này sao mà biết được. Đấy là các bạn thấy không sao không dọn cơm mà nếu mà quay hình thì nó bảo ông đi mà ông ăn không quay đi chị của mình em hay là thầy nha nâu lắm ra nhưng không phải chỉ cái nâu nọc của biển thôi nọc đây ngon thật nó ăn thì con đi đạp nó ăn thì nhà ngồi nhà nhưng mà người nhà cũng... đấy ý là như thế như hai cái là nhà em chúng nó là nó đi làm tối mới về thế bác biết là nó tối về thế bây giờ mình làm video ở nhà thì cứ gặp anh em con cháu là quay sớm còn tối không phải ít khi quay 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 cho tối mình không buổi con chán được con không thích nhất hình mà nhưng đi làm như đây là tối về nhà không thích đây nhiều người cũng thế đâu suốt ngày chơi dùng nhặt trong này ăn uống à đây biển không ăn ớt còn tái mùi rồi nóng rồi hôm nay nóng rồi vâng cứ đi đêm à, tối vào đi là chưa về chứ tối về à chưa làm cái gì đi ạ à? Đấy bên nhà nước ngay ngoài đồng lên cũng phải tối về làm suốt ngày ngoài này. Nhưng mà mình vừa giấu mẹ vừa cho nên là đàn ông bây giờ nhà nó không đi làm cái gì anh ạ là nhục lắm vợ con nó cứ bỏ hoang ngồi hôm qua nó biết cái gì rồi cá mực nướng thỉnh thoảng ở nhà rảnh rỗi chơi thằng em nó vui là chỉ thích mẹ có mỗi món hết mẹ này chú động rồi nhậu gặp đây là ông anh bệnh nhân ngày xưa cùng công ty meo nước muối ăn bao giờ ăn nước muối là nhất chưa ăn được chỉ có oan với đậu là ăn nhiều lần quên nói về nhóm này thường ba thích canh à không đây anh thường miếng nướng nòng dày đây là đầu năm đấy riêng em là toàn hệ hệ vịt nhưng mà cháu chưa bây giờ thôi bây giờ nó nhìn đấy cháu chỉ có khoái thứ động quen con đây buộc xem là tiết canh lần đầu tiên thằng ăn của thằng em biển đánh nào quá ui giời oam được sướng chưa nhìn thằng thắng đây ra cảm thấy nào nãy bảo tiền vướng mà chơi chứ. Đấy, tuyệt vời chưa? Không chú. Được, nghe, không nói nên lời, nó im là nó bổi quá. Nó bổi quá. Đến là mình nhỉ. Ôi, thánh ớt hôm nay xuất hiện nha cả nhà nha. Ớt tỏi này. Còn tỏi đấy hãy mang mẹ mấy củ nữa ra đây. Rất nhiều tỏi. Từ đây không. Ớt tỏi này, rau thơm này. Cẩn thận nữa, gà nha. Okay, tôi nó tháo vườn anh thơ ạ. Nó như quỷ. Ui dồi, vẹ. Đấy, cả nhà nhìn thấy cái canh đẳng cấp chưa? Ui dồi. Xin mời cả nhà. Úi dồi ôi, nhục, quả ớt, miếng tỏi, rau thơm, ớt này công tỏi cay lắm ấy. Tăng cường nữa, úi dồi, Hải bảo, úi dồi, lại đớp cả một quả nữa chết. Ngon lắm. Ngọt. Tuyệt vời, ngon trời chưa? Có anh cố gắng ngọt lắm. Ngọt. Ăn miếng to vào. Ôi, nó rụt. Ui giời. Nó sụn với cả sụn, rất giòn. Ngọt. Mình ăn bắt cái canh nước gừng nó thơm, nó nóng, nó ấm. Thôi đến đầu với Hải à. Rồi cháu nha. Rồi cháu xin phép cả nhà. Đấy chứ em phải ăn. Cả nhà trước khi là cứ phải kiên, chú Xuân bảo rồi. Đấy, thằng cái nước này chưa thế nhỉ. Cái món Nolotica này lòng ngon thế đẹp. Quá quên, ăn quá quên. Nolotica. Không phải thiếu được mà vắt tí chanh cho thơm rồi nhỉ. Có hạt tiêu thế đấy anh thương ăn không? Thôi đâu với Hải không toàn ớt đâu. Bị ăn đâu. Còn bông giờ không xin. Đấy. Đấy, anh thương nhìn nó sắn miếng đấy. Không kém mình đâu. Đấy, nhìn nó sắn miếng tức canh như thế, gọi là làm video như thế anh thương nhá. Không kém mình đâu. Anh cứ nên là cứ ăn phải bố phát mà. Còn như đời thường anh em mình ngày xưa thì nó lại khác. Lại miếng nữa đây. Nhớ quá. Một mình một đĩa, mình mua một sân khấu một đĩa ớt đấy. Ớt tỏi. Ớt là cộng tỏi này nó rất cay anh thương ạ. Anh thương ạ, nó mới thơm. Cho cái chẩm chéo đấy mà nó có ui giời, wow, rơi mất miếng tỏi. Đây luôn, thêm luôn. Ui giời, cay mồm. Ui giời, tuyệt vời. Tuyệt vời. Ngon. Ngon đây, xong bữa rồi. Mời nhá. Wow, đời bắt nhục đi. Tắt đi. Chú cháu anh mình hiện được gái nhỉ? Tiếp tục các bác thưa, nổ lắm không gặp anh em bác cháu không gặp nhau, díu dít như đôi chim non. Tóc kín nhỉ chú nhỉ? Nhưng mà dân Hải nó mà dân ra trẻ xanh ấy. Nè một phát nữa này, cho nó khí thế này. Một, hai, ba, yeah.
Đây nằm nó ăn nó thơm cả đấy, ăn nó thơm bỏ rồi. Mời cả nhà nhá. Tuyệt đẹp này, mời cả nhà. Nóng ngon rồi, tuyệt đẹp. Ớt này. Một quả hạt quả dở này. Quả rưỡi. Quả rưỡi. Mỡ thằng hai bát, mỡ nhiệm vụ dưới mà làm. Đây không thích ăn chanh. Đây có bác thơm này, ớt này. Không thích chanh. Không thích chanh. Ủa có hạt tiêu hay thơm, hạt tiêu không? Không ơi. Có, thấy ớt với không cái. Xong rồi, ăn tiêu. Sắn làm sao được? Ở trong bây giờ. Đấy. Cái lọ thủy tinh đấy. Đấy, ừ. Thế hạt tiêu vừa ra không qua xong làm rồi. À, đây qua đây này đi. Đây đây. Đây đây. Có không biết. Thôi cái chết mẹ. Tiếp đây nhá. Không ăn đâu. Em ăn tiêu. Sao không ăn hạt tiêu cũng ăn. Không ăn bát này nữa. À, không, đừng có nhắc im. Không. Quay nhỏ. À, đây bình thường thì đánh ăn đảm bảo lắm. Ngọt không ngọt rồi? Giòn ngọt chưa? Tôi gừng nó đảm bảo ăn nó ấm bụng. Nào uống riêng với thánh ớt cái nhỉ? Uống với anh rồi, anh không uống với chú này. Chú cứ mãi ăn ớt chú này mà tiếp ông anh thì đéo mà nâu không gặp. Không mời mà ăn quá là sao đúng không? Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà đi không? Giới thiệu là nâu rồi, thật gặp thánh ớt. Đây là ông anh của mình. Ngày xưa cùng cách 25 năm trước anh em mình làm với nhau gắn bó cũng phải mười mấy năm nhỉ. Ừ, bông kia này gần 20 năm với nhau. Thế nào bảo anh Biển đưa đi ăn cái chó đâu. Úi giời, ok, sợ có chú không ăn được thôi. Đây tỏi ớt này lên được Biển à, lắc à, quên đấy, quên hết thủ tục. Nông này không gặp nhau, nông ra có rối xen hết. Mời cả nhà nhé, cực luôn. Đấy, cực luôn. Có ảnh khô bán thơm nhỉ? Thơm. Tao đây tao phải cho rối nữa. Ngoài không? Nãy ngồi nuôi rồi. Đẳng cấp ạ. Tiếp tục. Ăn nóng lên thôi ạ. Ăn lên. Thôi bình quân là không ăn được, không ăn được đâu. Có thơm là nhiều. Miếng quả rồi, không ăn được đâu. Thì mà là út. Nấu nắm gặp các người anh em chứ nghĩ mà. Giòn ngọt lắm. Giòn ngọt à? Ngọt. Giỏi. Hôm qua mình ăn thấy hạt củ. Hạt củ tỏi. Đúng. Hạt củ nhiều là ngọt cái đẹp. Cái gì nào? Có ăn tỏi mà. Trong bản anh nhập hết bát rồi. Mời nhà nhá. Anh thơ đâu, ăn những cái anh cũng có năm đấy. Em thì làm video anh hiểu không? Ôi rồi chú công tác chuẩn bị đi cho mày. Cứ phải chuẩn bị á. Cháu mày chú rồi vậy. À chú của mình cũng 251 rồi đấy. 25 gặp nhau à? 251 rồi. Còn chú với chú Biển là phải 80 năm chưa gặp nhau. 25 thì cũng chưa gặp nhau. Anh em chú cháu cứ tươi táo thôi. Phải dâm gian trà xanh. Chẳng qua là các vị cứ bận đấy, gặp nhau thì rảnh. Tôi thì ở nhà chuyên làm về ẩm thực ăn nhậu nó như thế. Ôi dồi ôi. Đấy, bác thơ và bác đủ bả rồi nè, bác xin phép lên kia uống nước rồi giải trước. Hôm nay lâu ngày anh em không gặp nhau nè, bác đủ bả sớm quá. Các cháu Hải nó vừa tiếp thêm một quả nữa à, quả rưỡi cơ. Quả rưỡi. Ê. Đây, bác thơ ăn hết quả ra nè. Thôi để ta nốt. Đấy còn mày nốt quá đấy. Như đấy. Để chú nốt ba lần. Cháu Hải kèm quá. Ôi hôm nay tiết quá đẹp rồi. Làm ngon cộng thêm tiết đẹp cả nhà. Kèm quá. Không còn gì bằng, cứ làm lô lô tì gà này là tuyệt vời. Cái canh bát ruột anh mà. Ây da. Đang quay video bác làm việc chán là bác đủ bả là bác đứng dậy trước. Bát ruột. Quá được khắp như thế đấy. Mời nhà. Có sao đang ra cưa ấy. Ôi giời. Đúng ôi giời ơi chín. Cảm ơn cháu. Kèn. Còn lâu ngày không gặp thằng em. Khi gặp cháu nó tiếp rồi. Quái này. Mời cả nhà yêu nhá. Quan tâm thì chay không cả bát luôn. Ở làm tí nữa. Cảm ơn thằng cháu nhá. Cái quả tí, tí chú ơi. Ở đây ta cũng phải làm miếng tỏi này. Tí chú mời lại cháu nhá. Tốt đấy thưa. Ở nhà nhá. Miếng tỏi này. Khóc này. Khóc. Ui xin lỗi, xin lỗi ra đi ạ cha. Ừ, miếng to quá Hải ơi. To ăn to đừng u bạ. Ớt rồi, tí lấy ớt sau. Mình phải ăn to nói lớn đi. Mùa này mùa rau thơm nhà bà này nắm chưa dấp cá đấy. Ngập nhau rồi. Nhanh thật đấy. Ây da. Nó rắn lên to hơn mình.
Trứng to đúng không? Trứng to hơn. Ngọt lắm. Em không nghe một chút tiếng rối đúng không? Nhưng mà cháu Hải không ăn được cay. Hải không ăn cay. Đấy, đi ra có tích mê, có tích gì từ ngồi mà nọt nó ra cái chính sách đi thổ đồng nổ cộn đâu ra không dám dẫn anh em đi đâu nữa. Cái cành nhẽm không quay mà cành nhẽm không nâu nắng rồi mà có ra quán đâu mà ra bây giờ đi cái một anh em mình đi quay video đi ăn nhậu bây giờ uống rượu và đi về ra đấy ăn chán thế nào đi nói cho nhanh kể cả bản thân em rồi ở mỗi nhà mời cả nhà nhé. Đấy. Cho nên là nhiều bạn cũng bảo là cứ lâu đi ra quán quay ra quán sợ lắm cứ ra khỏi nhà bọn công an nó đứng đấy mẹ ăn cứ không đi vào nhà mình này nó cứ ngồi là... cứ ngồi ở nhà ăn uống cho lạnh đi hết cái cành nhẽm ngọt lắm ngọt đến hết hay như nào bây giờ có dốc cái trên lưng này chả hết đấy này to mồm ghê nhỉ lắm vợ nhà tôi hết đầu về ok thằng cháu ok thằng cháu mời cả nhà vô lắm gặp ở nhà chưa nhặt không lại nó đã mới chọn chú 251 rồi 251 toàn 251 mới gặp nhau hết. Ồ, cái này là có hết. Đấy. Cho mình giật cái nhá. Giật đi. Giật ác luôn. À tiêu vừa ra hôm qua thơm này. Cháu tiêu chú của tỏi à? Có quan đâu. Có tỏi. Cái trong là đấy. Nạt đấy không người ăn thì không có khổ. Đâu lắm gặp thằng cháu nó tiếp đâu. Úi giời, nghĩ tỏi chưa? Cũng thế này. Tỏi ăn. Ớt này. Tỏi ớt. Úi giời. Mới thơm. Mời nhiều nhá. Cũng bắt trước thanh ớt đấy, dần dần ta sẽ lên thanh ớt. Ôi dồi ôi, cháu nó múc cái miếng này. Cái bố gần nâng bát, bát đầy như này. Mồm đậm đậm. Cất nhà này. Sạch bắn chẵn, mở. Sạch bắn chẵn, mở. Mà đánh bằng mà đánh bằng nóng với cả hành khô ấy. Nó thử ra. Ngon thật. Cháu bà tiếp rồi. Ừ, ta làm được rồi. Đéo mất chứ mày. Cay lắm. Mày ăn được. Lúc này không gặp các em các cháu nó giật cho kinh quá. Đổ mồ hôi chạy lên bàn ngồi. Bác có tuổi rồi nhưng mà gọi là video này bác ăn thấy là cả nhà biết rồi đấy. Đầu bếp anh Thơ. Đầu bếp anh Thơ. ca sĩ anh Thơ. Mời cả nhà nhé. Nó làm video nó thấy anh biết là bình thường anh em mình thấy thôi. Nhưng mà thằng cháu Hải pha chấm. Sao pha chấm được đất ạ? Đó thì em phải nhà này. Bông à, bông vẫy vẫy à. Nó xin. Nó cao này, có nghĩa nó cao này nó xin. Nó khoan đâu. Khoan. 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 Nó chỉ là xin. Nó thấy mình ăn là nó xin. Nhưng mà nó chỉ ăn cái ruột thôi. Còn cạn lắm, ngơ đi rồi. Đấy. Đấy, cả nhà, thế là hôm nay mình lại chia sẻ này nhá. Lâu rồi mới gặp được Thánh ớt. Và là ông anh của mình là ông Thơ. Đấy, cũng là lâu lắm rồi không gặp lại. Các bạn là xem nhiều kênh của mình thì biết là gặp ông Thơ cũng 1-2 lần ở trên kênh của mình rồi đấy. Nhưng mà Thánh ớt này lâu rồi cũng là có 5 này nhỉ. Đâu nếu mà tính năm 2 năm rồi đấy. Video mình cứ chia sẻ là bữa ăn sáng gặp các Thánh ớt này, với bác cả Thơ nhà mình. Thế video có thời lượng mình xin kết thúc video nhá. Xem muốn ăn hay cho mình một like và chia sẻ mọi người biết nhá. Hẹn gặp lại sau, chào mọi người. Chào mọi người yêu của kênh nhá.